Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 6 trang 31-32 Nói và Nga củng cố mở rộng. Nói và Nga giới thiệu về một cuốn sách truyện. Trong cuộc sống, giới thiệu cho người khác về một cuốn sách là một việc cần thiết, thú vị nhưng cũng có không ít thách thức. Bài giới thiệu cần cung cấp những cái thông tin quan trọng nhất về cuốn sách, khẳng định và làm lan tỏa cái giá trị của cuốn sách, giúp cho người nghe hiểu và có thể tìm được nó. Thì phần nói và nghe của bài này sẽ hướng dẫn cho các em cách giới thiệu một cuốn sách truyện. Thì mục đích nói ở đây đó là cung cấp những cái thông tin cơ bản về cuốn sách, khơi gợi hứng thú ở người nghe và khuyến khích họ tìm đọc tác phẩm. Còn người nghe ở đây là những người yêu thích cuốn sách hoặc là có nhu cầu tìm hiểu về cuốn sách được giới thiệu. Số 1 nhỏ trước khi nói. Trước khi nói thì chúng ta lựa chọn cuốn sách để mình giới thiệu. Em hãy chọn một cuốn sách mà em yêu thích và cho rằng có thể nhiều người chưa biết. Chuẩn bị nội dung trình bày bằng việc ghi ngắn gọn một số cái thông tin quan trọng như là lý do em muốn giới thiệu cuốn sách với người nghe, nhan đề về cuốn sách, thể loại tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, sự đón nhận của độc giả. Đề tài, nội dung chính của cuốn sách về bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, chủ đề, một vài nét nổi bật về nghệ thuật. Tiếp theo, nhận xét đánh giá của em về cuốn sách. Chuẩn bị sách, tranh ảnh nếu có để minh họa cho bài giới thiệu của mình. Hai nhỏ, trình bày bài nói. Trình bày các nội dung theo dạng ý đã chuẩn bị. Mở đầu thì các em sẽ nêu tên cuốn sách và lý do em giới thiệu cuốn sách với người nghe. Triển khai thì chúng ta trình bày những cái thông tin quan trọng về cuốn sách như là tác giả, năm xuất bản, nội dung của tác phẩm, một vài nét nổi bật về nghệ thuật, sự đón nhận của độc giả. Kết luận thì chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ đánh giá của em về cuốn sách như là khích lệ người nghe tìm đọc, cần điều chỉnh giọng nói, cử chỉ, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ một cách phù hợp để tạo nên sức hấp dẫn, thuyết phục cho bài nói. Tiếp theo, số 3 nhỏ sau khi nói thì chúng ta trao đổi về bài nói theo một số gợi ý như sau. Người nghe trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng, có thể trao đổi một số nội dung như là sự ảnh hưởng của cuốn sách với bạn đọc, những cái thông tin về cuốn sách như là về tác giả, là nhà xuất bản, năm xuất bản, rồi đề tài hay chủ đề của cuốn sách, một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của cuốn sách, rồi sự phù hợp của việc sử dụng các yếu tố như là phiên ngôn ngữ, điệu bộ, cử chỉ, nét mặt với nội dung bài trình bày, rồi hiệu quả của các phương tiện hỗ trợ như là sách, hình ảnh về tác giả, nhân vật trong khi trình bày nếu có. Còn người nói ở đây thì lắng nghe, phản hồi những cái ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị, tiếp thu những cái ý kiến đóng góp mà em cho là xác đáng, trả lời câu hỏi, giải thích thêm những cái thông tin về cuốn sách mà người nghe chưa rõ, từ rút kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung bài giới thiệu và kỹ năng trình bày bài nói. Rồi tiếp theo, phần tiếp theo, củng cố mở rộng. Số 1 nhỏ, kẻ bản theo mẫu sao và vở và điền thông tin ngắn gọn về hai văn bản Mắt Sói và Lặng Lẽ Sa Pa. Thì chúng ta sẽ kẻ bản vào vở theo mẫu và điền thông tin. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về đặc điểm, đó là chúng ta sẽ nêu về kiểu cốt truyện, nhân vật, chủ đề của hai văn bản, đó là Mắt Sói và Lặng Lẽ Sa Pa. Như vậy ở đây, văn bản Mắt Sói thì kiểu cốt truyện đó là cốt truyện đa tuyến, còn văn bản Lặng Lẽ Sa Pa là cốt truyện đơn tuyến. Về nhân vật, Mắt Sói có các nhân vật đó là Sói Lam, Phi Châu, Ánh Vàng, Lạc Đà Hàng Xén, Báo. Còn văn bản Lặng Lẽ Sa Pa thì có các nhân vật là anh thanh niên, ông lái xe, ông họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ. Rồi về chủ đề thì văn bản Mắt Sói nêu cái chủ đề về niềm tin và sự đồng cảm của muôn loài trên thế giới, ca ngợi tình anh em, tình bạn giữa con người và loài vật.
thể hiện nỗi lo âu, đau đớn trước hành động tàn phá thế giới tự nhiên của con người. Còn chủ đề của văn bản Lặng lẽ Sa Pa khẳng định ca ngợi vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng. Tiếp theo câu số 2. Hãy diễn tả sự việc hay là chi tiết tiêu biểu trong văn bản Mắt Sói Lặng lẽ Sa Pa hoặc là Bếp Lửa bằng một cái hình thức nghệ thuật mà em yêu thích, như là tranh, truyện tranh hay nhạc, kịch bản v.v. Tức là chúng ta sẽ diễn tả cái sự việc hay cái chi tiết ở trong chi tiết tiêu biểu trong ba văn bản như ở đây, thì các em có thể là thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Các em có thể vẽ tranh hoặc là viết truyện tranh hoặc là viết nhạc hoặc là kịch bản để diễn tả những cái sự việc và cái chi tiết tiêu biểu trong ba tác phẩm này. Ba nhỏ, từ góc nhìn của mình thì các em hãy vẽ hoặc là chụp ảnh hoặc là miêu tả bằng cái ngôn ngữ một cái hình ảnh thể hiện được cái khía cạnh chân thật và sinh động của chân dung cuộc sống. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Linh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.